Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến các bạn một cái mạch điện cầu thang. Thì cái mạch điện cầu thang này thì nó có rất là nhiều cách đấu nối các bạn, nhưng mà nó có một cái cách là nó an toàn và nó đúng kỹ thuật nhất. Thì ở các cái nhà cao tầng, ví dụ như nhà có 30-40 tầng hoặc là cái nhà chúng ta 1-2 tầng thì chúng ta cũng đấu theo cái cách này các bạn. Đấu nối như thế nào để cho nó đúng kỹ thuật và nó đảm bảo an toàn, thì trong video này tôi sẽ chia sẻ với các bạn cách chúng ta thực hiện. Trước khi đi vào đấu nối thì tôi cũng giới thiệu sơ qua về cái công tắc cầu thang này. Cái công tắc cầu thang thì nó được gọi là có nhiều cách gọi các bạn. Có người thì gọi là công tắc cầu thang, công tắc bá cực hoặc là công tắc đảo chiều. Thì nó có rất là nhiều hình dạng và mỗi cái hãng thì nó có một cái chủng loại nó khác nhau các bạn. Ví dụ như ở đây là cái hãng Panasonic. Đây là của thằng Sino. Hạt này là hạt nhỏ. Hạt này là 10A, hạt này là 16A các bạn. Còn đây là cái loại lắp nổi đây các bạn. Đây, cái loại Vina của chúng ta đây. Thì thông thường thì cái loại mà lắp nổi này là người ta rất là ít sử dụng. Thì cái chung quy lại thì cái công tắc này thì nó có 3 cực để chúng ta đấu nối điện. Thì có một cực chung và hai cái cực người ta là gọi là cái cực liên lạc đấy các bạn. Thì ở đây các bạn thấy này, như cái công tắc này. Công tắc này thì nó cũng có 3 cực đây các bạn. Ba chỗ đấu nối là cái này là nó có trong người này là chân số 0, chân số 1 và chân số 2 này. Các bạn nhìn trong này các bạn thấy này. Đấy, thì cái chân số 0 này là cái chân chung, chân số 1, chân số 2 này là cái chân liên lạc. Với cái công tắc loại này thì các bạn thấy là cái chân ở giữa này là chân chung. Cái loại mà nó bố trí theo cái chiều dọc này đấy các bạn, thì nó luôn luôn cái chân ở giữa này là chân chung và hai cái chân hai bên này là hai cái chân liên lạc. Và cái loại này nó loại nổi này thì người ta rất ít sử dụng các bạn. Rồi, đây là cái nhân vật chính của chúng ta. Chúng ta sử dụng cái loại công tắc này. Thì nó cũng có 3 cực thôi các bạn. Thì các bạn thấy ở đây nó ký hiệu là chân số 0 này, chân số 1 này, chân số 2 này. Thì ở chân số 0 này á, thì các bạn nó thấy có hai cái cọc đây. Hai cái cọc này thì nó liền với nhau. Đây cũng là nó liền với cái chân số 0 đây các bạn. Thì cái này người ta bố trí như thế này để cho nó cân đối và chúng ta có thể là cầu dây qua cái chỗ này, nó rất là tiện các bạn. Đấy, thay vì người ta làm 3 cực thì người ta làm 4 cực. 4 cực nhưng mà hai cái cực này là nó chung là 1 đó các bạn. Thì ở đây cái chân số 0 này cũng là cái chân chung và hai cái chân số 1 và chân số 3 này là cũng là cái chân, cái cặp chân liên lạc của chúng ta. Thì mỗi cái trạng thái, ví dụ như khi ta bật thì cái chân số 0 này nó sẽ thông với chân số 1, và khi ta tát công tắc xuống thì cái chân số 0 này nó sẽ thông với chân số 3. Thì nó có hai trạng thái như vậy các bạn. Đấy, người ta gọi là công tắc hai chiều. Rồi thì bây giờ cái mạch điện nó đơn giản như thế này đây các bạn. Đây là cái sơ đồ của nó đây các bạn. Ở trong này đó các bạn thấy cái sơ đồ ở trong cái này nó cũng có ghi chú sơ đồ đây. Cái sơ đồ ở trong này đây các bạn, không biết là tôi để đây các bạn có thấy được không. Đây nó có cái sơ đồ vẽ đây. Thì cái sơ đồ này á, thì nó giống như vậy các bạn. Thì ở đây nó có hai cái cực chân số 0 này. Thì hai cái cực này nó thông với nhau này. Chân số 0 này với chân số 1 là khi ta bật, và chân số 0 này nó thông với chân số 3 khi ta tắt. Đấy, và hai trạng thái này thì nó đảo ngược với nhau. Đấy các bạn, thì đây là cái mạch điện của nó để chúng ta đấu nối. Rồi đây là cái mạch điện đúng tiêu chuẩn an toàn này các bạn. Thì các bạn thấy ở đây là chúng ta có cái chân số 0 là cái chân chung này. Thì chúng ta nối với một cực của dây lửa. Các bạn luôn luôn là chúng ta phải nối với lửa các bạn. Bởi vì sao như vậy là tí tôi sẽ giải thích cho các bạn. Khi đấu nối xong tôi sẽ giải thích. Tiếp theo là chúng ta sẽ hai cái chân liên lạc là chân số 1 đấu với chân số 3. Chân số 3 bên này đấu với chân số 1. Có nghĩa là chân số 1 và chân số 3 của hai công tắc này chúng ta cầu chung lại với nhau. Và cái chân số 0 của một trong hai công tắc này chúng ta đưa về lửa. Và cái chân số 0 còn lại ta đi về một cái sợi dây của bóng đèn. Và cái sợi dây bóng đèn chúng ta sẽ đi về củi. Thì bây giờ chúng ta sẽ đấu nối và sau đó tôi sẽ bật tắt để cho các bạn xem. Rồi thì cách đấu nối nó đơn giản lắm các bạn. Thì giống như cái sơ đồ đấy. Thì bây giờ là các bạn thấy là đây là cái chân số 0 này, số 1, số 3 này. Công tắc này cũng vậy. Chân số 0, chân số 1 và chân số 3. Rồi các bạn để ý chiều này. Thì chúng ta sẽ gài cái chân số 1 qua cái chân số 3 của cái chân số 1 của công tắc thứ nhất này. Rồi các bạn ghim vào đây. Cái công tắc này nó rất là tiện các bạn. Chúng ta ghim vào là nó sẽ cứng. Rồi các bạn đấu với cái chân số 3 của cái công tắc số 2 này. Rồi cái công tắc này đấu nối nó rất là nhanh các bạn, không cần phải vặn vít. Rồi tiếp theo cái chân số 3 của công tắc số 1 này. Đây là chân số 3 các bạn. Chúng ta đấu về chân số 1 của cái công tắc số 3.
thì các bạn cũng có thể đấu đấu chân số 1 về chân số 1 và chân số 3 về chân số 3 cũng được các bạn nghe. Nhưng mà khi cái trạng thái của nó thì nó sẽ khác, thì chúng ta tắt hết công tắc, ví dụ như chúng ta tắt hết xuống đi thì cái đèn của chúng ta nó sẽ sáng, và ta đấu như thế này thì khi chúng ta tắt hết thì cái đèn người ta đang ở trạng thái là sẽ tắt rồi. Bây giờ đến cái công tắc thì các bạn thấy là như tôi vẽ sơ đồ khi nãy á, là cái chân số 0 này, chân trung này, chúng ta lấy bên này cũng được, bên này với bên này như nhau các bạn nghe. Để tôi lấy bên này tôi cào để cho nó các bạn nó dễ hình dung này. Đây nó thuận theo cái chiều này. Rồi tôi sẽ lấy một cái chân số 0 bất kỳ hai công tắc này. Các bạn lấy cái chân nào cũng được, chân số 0 của bất kỳ hai công tắc này. Ở đây thì giả sử như tôi lấy chân số 0 của công tắc này đi. Chân số 0 là chân trung đấy các bạn. Rồi chúng ta sẽ cấp lửa cho công tắc qua cái chân số 0 này. Thì các bạn thấy là cái CB của chúng ta đây cấp nguồn này, các bạn thấy bên phía bên này là lửa. Thì chúng ta sẽ đấu đúng theo là đấu theo lửa nghe các bạn. Cái công tắc này chúng ta sẽ cấp lửa cho nó. Đấy, thì nó mới an toàn. Rồi, tiếp theo là khi chúng ta đã đấu xong cái công tắc rồi thì cái công tắc này các bạn thấy là nó còn một cái cực chân số 0 đây nữa. Thì các bạn sẽ lấy cái sợi dây màu đỏ này, thì chúng ta quy định là sợi dây màu đỏ là dây lửa nghe các bạn. Chúng ta đấu vào cái chân số 0 còn lại của cái công tắc này. Như vậy là cái công tắc này, cái bóng đèn này nó sẽ được cấp lửa thông qua cái công tắc này, trạng thái của công tắc này các bạn. Chúng ta có thể bật tắt thì cái dây lửa của cái đèn này nó sẽ có điện hoặc là nó không có điện. Rồi tiếp theo là các bạn cầu một sợi dây màu xanh này của cái bóng đèn này, thì chúng ta sẽ lấy trực tiếp là cái dây dây nguội của nguồn của chúng ta đấu trực tiếp vào cái bóng đèn này các bạn, thì như vậy là nó rất là an toàn. Thì khi chúng ta tắt công tắc đi là đèn cũng như nó không sáng á, thì trên cái bóng đèn của chúng ta nó sẽ không còn lửa nữa, thì như vậy là nó là an toàn, là nó là như vậy đó các bạn. Rồi bây giờ giả sử như chúng ta đang ở tầng 1 đúng không, thì công tắc này nó đang đặt ở tầng 1 này, chúng ta muốn lên tầng 2 thì ta sẽ bật cái công tắc này. Đấy, thì đèn chúng ta nó sáng thì chúng ta sẽ đi lên trên cầu thang, và khi chúng ta lên đến tầng 2 rồi thì chúng ta muốn tắt cái đèn ở tầng 1 đây, thì chúng ta sẽ bấm cái nút này. Đấy, thì chúng ta sẽ tắt được cái đèn này, mặc dù chúng ta đang ở tầng 2 nhưng mà chúng ta sẽ tắt được cái đèn này ở tầng 1. Cũng tương tự, người ta muốn đi xuống tầng 1 thì chúng ta sẽ bật cái đèn này lên. Thì ta ở đây ta sẽ bật cái đèn này lên. Và khi ta xuống tầng 1 rồi thì ta sẽ tắt cái đèn này đây, thì bằng cái công tắc này. Thì như vậy là cái đèn cầu thang của chúng ta là chúng ta có thể tắt mở tại hai vị trí, có nghĩa là ta có thể là bật và tắt tại cùng một công tắc để được. Và chúng ta bật cái công tắc bên này, ta tắt công tắc bên này, hoặc là ta bật công tắc bên này, ta tắt công tắc bên này đều được. Có nghĩa là chúng ta bật tắt bất cứ ở cái hai công tắc này, chúng ta bật tắt bất cứ ở đâu. Rồi như vậy là tôi nói là vì sao là cái mạch này nó an toàn, thì các bạn thấy là khi cái đèn của chúng ta nó đã tắt á, thì các bạn thấy là cái lửa từ cái công tắc này nó đã cắt, nó không có đi lên bóng điện, cho nên là nó rất là an toàn. Bây giờ tôi sẽ mở tôi đo cho các bạn xem này. Khi cái đèn của chúng ta nó không sáng, thì giả sử như chúng ta muốn sửa chữa thì chúng ta sẽ mở ra, chúng ta sửa chữa, ta tắt công tắc đi. Thì các bạn thấy là các bạn đo này, đo cái bút thử điện trên này, thì các bạn thấy là cái đèn của chúng ta nó không có lửa đây này. Đấy, là bên nguội này thì nó là dây nguội rồi, nó không có lửa đúng không. Cái dây lửa này chúng ta các bạn thấy là nó không có lửa này. Tôi nói các bạn là nó có 6 cách đấu nối đó, thì nhưng mà cái cách này là cái cách an toàn nhất, và người ta sử dụng theo cái cách này đó các bạn. Cho dù là cái nhà của chúng ta có 1 tầng, 2 tầng hoặc là 40-50 tầng thì nó cũng đáo theo cái mạch điện tiêu chuẩn này. Đấy, thì các bạn nắm rõ cái nguyên lý đấy để chúng ta đấu nối cái mạch điện cầu thang cho nó đúng tiêu chuẩn và an toàn cho người sử dụng. Thì video này chúng ta kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Tạm biệt các bạn.